Chào mừng quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô xe hơi. Và em lại bên em lại về một sản phẩm mới, đó là Santa Fe bản MLX 209. Và xe này thì tư nhân một chủ từ đầu, và xe đang đi 14 vạn. Em quay chi tiết 30G 48973. Đó, xe được đăng kiểm dài tháng 8 2021. Nhưng quý vị, anh chị, các bạn mua xe về thì chỉ việc làm sang tên thôi. Biển Hà Nội. Bản này thì đã được trang bị cửa lóc, ghế điện, đèn bi rồi. Và xe tư nhân một chủ, anh chị nhé. Thay bảo dưỡng của Hyundai Hà Đông này. Giá của em nó hiện tại của em đang chào bán là 475 triệu đồng nhá. Anh chị đến xem xe, chạy thử xe thì alo cho em. Và em xin mời anh chị và các bạn là vào trong phần nội thất. Rất là sạch sẽ, trang bị toàn bộ bằng ghế da rồi. Có cửa sổ trời đây rồi ạ. Ghế điện rồi. Đây cũng là bản full nhưng không phải là bản full đầy đủ. Về phần ghế sau. Anh chị và các bạn có nhu cầu đến xem xe thì hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình. Hoặc là anh chị các bạn đến 26 Mạc Thái Tông gọi điện cho em. Anh chị đến xem xe, kiểm tra, chạy thử, check thoải mái anh chị nhé. À, bên em là xe nói không với đâm đụng và tu bổ máy móc đâu ạ. Vâng, em thì em bán xe mới nhiều nên là xe có sao thì em nói vậy. Chứ bọn em và xe thì hợp với giá tiền thôi. Nên quý vị anh chị các bạn có nhu cầu thì đến để xem xe. Em cũng không phải là chuyên về thợ nhiều cho nên là không tả hết được những cái đường keo chỉ hay là gân các thứ được. Nên là hai nữa là nhiều khi xe cũ thì em mời các bạn, các chị và cứ đến xem xe trực tiếp ạ. Chứ nhiều khi mình không xem xe mà hỏi là giá tốt thì em cũng rất là khó trả lời nha anh chị nhá. Đó. Giá hiện tại em đang chào bán là 475 triệu đồng. Nên là quý vị anh chị các bạn có nhu cầu đến thì cũng gọi cho em. Em xin cảm ơn ạ.